vâng, em chào anh ạ. Thì sau hơn một tháng mình trao đổi rất nhiều về các ngành khác, hôm nay chúng ta sẽ quay lại với ngành ngân hàng. Thì trong tuần vừa qua em thấy VB Bank có một cái deal về M&A. Thì sau khi deal đó hoàn tất thì không biết mã cổ phiếu này sẽ có được những thông tin gì tích cực hưởng ứng từ việc đó không anh ạ? Thì chắc là mình cũng nhấn mạnh lại là VB Bank là một trong những cổ phiếu mà bên Maybank Kim Anh đã chọn lọc cổ phiếu lựa chọn hàng đầu trong cái năm 2021. Thì cái catalyst chính là từ việc họ bán cái công ty tài chính tiêu dùng FV Credit, và như thị trường đã thấy là tuần vừa rồi họ công bố bán FV Credit 49% FV Credit với cái định giá là 2,8 tỷ đô, nó tương đương với khoảng 4.2 lần book của năm 2020. Thì đây là một cái tin rất là tốt và giúp cho VB Bank có một cái diễn biến rất là ấn tượng. Nếu mà tính tỷ suất sinh lời mà từ đầu năm đến giờ đã được 80%, thì đúng là cái cổ phiếu mà đang có cái tỷ suất sinh lời cao nhất trong các cái ngân hàng. Thì cái định giá của VB Bank hiện tại, nếu mà mình chưa tính cái phần tiền bán FV Credit vào, thì định giá đâu đó khoảng hơn 2 lần book rồi. Nhưng nếu mà tính cái phần tiền mà của FV đưa vào cái giá trị sổ sách, thì cái định giá nó vẫn đó vẫn khoảng ở đầu 1.6 lần thôi. Cái định giá 1.6 lần thì vẫn là phù hợp với VB Bank. Và đặc biệt là tại đại hội cổ đông vừa rồi thì bên ngân hàng cũng công bố thêm một số những cái câu chuyện nữa. Một là họ sẽ có cái kế hoạch là bán cổ phần của VB Bank cho đối tác chiến lược nước ngoài. Và mình nghĩ đây là một cái động thái cũng hợp lý, vì sau khi họ có cái giá trị sổ sách của ngân hàng tăng lên, và nếu mà tiếp tục duy trì được cái hoạt động kinh doanh hiệu quả trong năm nay, và thì họ sẽ còn bán được VB Bank với cái định giá cao nữa. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là cái định giá của VB Bank với những cái câu chuyện về phát hành cho chiến lược nước ngoài sẽ giúp cho cái định giá nó sẽ duy trì ở đâu đó từ 1.9 đến 2 lần cái PB. Thì từ đó mình tin rằng cái định giá, cái giá mục tiêu của VB Bank đâu đó có thể khoảng 20% upside nữa. Thì VB Bank vẫn là một trong ba cổ phiếu mà bên Bank Kim Anh sẽ lựa chọn trong vòng 12 tháng tới. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thì bên cạnh VB Bank thì em thấy Techcombank trong tuần vừa qua cũng đã công bố kết quả kinh doanh của quý 1, cũng như là có những cải thiện về mặt kỹ thuật. Thì em nhờ anh chia sẻ thông tin chi tiết hơn về mã này được không ạ? Rồi, thực ra là nếu mà nhìn VB Bank chạy thì nhiều người sẽ thấy cũng sốt ruột và cũng đoán nghĩ rằng liệu có phải liệu mua ở giá này thì có rủi ro cao không. Thì như chị mình trước, mình vẫn nghĩ là có upside, nhưng mà nếu mà một lựa chọn an toàn hơn mà đầu tư dài hạn hơn thì Techcombank vẫn là lựa chọn số 1, bởi vì ngân hàng này đang có những chỉ số giúp nó trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam. Nếu mà trong hoạt động ngân hàng mình nhìn vào một số cái yếu tố chính mà giúp cho lợi nhuận tăng, đó là biên lợi nhuận ròng, NIM, rồi là tỷ suất, tức là cái phần mà khả năng sinh lời, tức là khả năng sinh lãi ngoài cái thu nhập từ lãi ròng, tức là thu nhập từ phí đó, và cộng với cái trích lập dự phòng. Thì ba cái yếu tố này, Techcombank là ngân hàng số 1. Thứ nhất, NIM hiện tại đang là 6%, nhờ cái tỷ lệ vốn giá rẻ CASA của họ rất là cao, tức là bây giờ đang đứng đầu ngành rồi với 44%. Chính vì thế đợt vừa rồi nó giúp cho cái NIM của ngân hàng tiếp tục tăng rất là tốt và đã đạt mức 6%. Lưu ý mọi người rằng là đối với ngân hàng mà tập trung vào mảng ngân hàng truyền thống thì cái NIM đâu đó chỉ tầm 3.5 đến 4% là rất là tốt. Thì với Techcombank được 6% thì Techcombank có cái NIM này nó phải tương đương với những ngân hàng đầu ngành trong khu vực luôn. Cộng với cái thu nhập từ phí của Techcombank, Techcombank là ngân hàng có cái thu nhập ngoài lãi từ phí rất là đa dạng, từ là cho vay bán bảo hiểm, từ gọi là kinh doanh trái phiếu, và những cái phần thu nhập từ thanh toán. Thì với cái việc phục hồi của nền kinh tế, việc bán bảo hiểm phục hồi trở lại sau cái đợt tái cơ cấu rồi, thì Techcombank có cái thu nhập từ phí tăng trở lại rất là tốt, và hiện tại nó dẫn đầu ngành với tỷ lệ phí trên tổng tài sản đó khoảng hơn 1.1%. Đó cũng là cái tỷ lệ của những ngân hàng dẫn đầu trong khu vực. Và đặc biệt đối với cái phần chi phí trích lập dự phòng, thì với cái chất lượng tài sản rất là tốt, là đợt vừa rồi quý 1 Techcombank có cái tỷ lệ nợ xấu chỉ còn dưới 0.4%, vượt hết trên tất cả Vietcombank, ACB, những ngân hàng thận trọng hơn. Và cái tỷ lệ trích lập dự phòng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank bây giờ đang là 220%. Với cái chỉ số như này thì nó sẽ cho phép Techcombank hoàn toàn có khả năng là điều tiết cái phần trích lập dự phòng để mà duy trì cái mức lợi nhuận tăng trưởng tốt trong vòng năm 22 đến 3 năm tới. Thì với những cái yếu tố tăng trưởng lợi nhuận này thì mình tin rằng Techcombank sẽ
đẩy lại được cái mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE lên mức 20%, thì đó là cái yếu tố cuối cùng tích vào cái box mà để khiến Techcombank trở thành cái ngân hàng số 1. Thì với ngân hàng này cái định giá nó phải trên 2 lần book, thì mình tin rằng là cái mục tiêu của ban lãnh đạo mà muốn ngân hàng sẽ đạt được cái mức vốn hóa đâu đó khoảng 20 tỷ đô trong vòng 5 năm tới từ cái mức 7 tỷ đô bây giờ là hoàn toàn khả thi, bao gồm đến từ việc ROE tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm, thì book lợi nhuận cái giá trị sổ sách đã tăng gấp đôi rồi, cộng với cái việc mà định giá của ngân hàng sẽ được thị trường, được các nhà đầu tư ghi nhận, thì cái mức PB nó sẽ được tăng lên từ cái khoảng đâu đó 1.6 lần lên khoảng hơn 2 lần. Thì đó, mình nghĩ là Techcombank một cái cổ phiếu rất xứng đáng để giữ, mua và giữ đầu tư dài hạn được. Dạ vâng ạ, em cảm ơn rất nhiều về những thông tin rất là chi tiết vừa rồi.